Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Chiều ngày 20 tháng 12, thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trong đó 6 trường hợp có quốc tịch Trung Quốc và một người có quốc tịch Nigeria. Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép này, các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, làm rõ các vi phạm để xử lý đồng thời phối hợp với ngành y tế để xét nghiệm COVID-19, tổ chức cách ly tại khu cách ly huyện Nhà Bè và sau đó trục xuất theo quy định. Cả 7 trường hợp trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nói chung và biến chủng mới Omicron nói riêng xâm nhập vào thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai cao điểm phòng chống tội phạm. Dự kiến từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 4 năm 2022, trong đó, chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị, nhất là tại khu vực biên giới để quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra thông tin cư trú, tạm trú và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, hiện biến thể Omicron chưa được ghi nhận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, song thành phố đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn biến thể này. Cụ thể, giải pháp hàng đầu là ngăn chặn từ biên giới và xuất nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có hai nơi nhập cảnh có kiểm soát gồm sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Sài Gòn. Theo đó, người nhập cảnh sẽ được kiểm soát chặt. Nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine và kết quả xét nghiệm âm tính sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và cách ly thêm tại nhà 7 ngày. Đối với người nhập cảnh bằng đường hàng hải, phải cách ly trên tàu 7 ngày. Nếu di chuyển lên bờ thì quy trình cách ly giống với người nhập cảnh tại sân bay. Cung cấp thông tin về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải cho biết, tính đến ngày 16 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mức độ dịch ở cấp độ 2, đối với cấp quận, huyện và thành phố Thủ Đức, có 10 trên 22 địa phương đạt cấp độ 1, 11 trên 22 địa phương đạt cấp độ 2 và 1 trên 22 địa phương đạt cấp độ 3, quận 10. Đánh giá cấp độ dịch ở cấp phường, xã, thị trấn có 147 trên 312 địa phương đạt cấp độ 1, 148 trên 312 địa phương đạt cấp độ 2 và 17 trên 312 địa phương đạt cấp độ 3. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.